Vâng, quân là rất cân. Thì hai bên là giống hệt nhau, Greg Hitty và Hitty Greg. Bên kia thì người cầm cung là U98. Vâng, cung Hitty và là Greg đến từ game thủ Bùi Phương Nam. Và bên mình thì người cầm Greg không ai khác chính là game thủ Mai Cổ Tí. Tí ngày hôm nay tôi thấy tỷ lệ cầm chém là cực kỳ cao. Vâng, và Tuti được đẩy về thế cầm Hitty. Và đây là một trận đấu mà Greg của game thủ Mai Cổ Tí đang có một bãi quả là 7 cây, bắt đầu 4 cây 75 gần, một bãi vàng cạnh với dường như đấy là một cánh rừng rừng dừa. Dường như đấy sẽ là một cánh rừng dừa dành cho game thủ Mai Cổ Tí. Đây rồi, rừng thông đẹp đây rồi. Voi và hưu ở đâu? Một thế quân rất cân như này thì phụ thuộc rất nhiều vào bài. Bài vở của bên nào đẹp hơn thì lợi thế là cực kỳ lớn trong cái map la mà đánh thể loại 22 như thế này. Vâng, như vậy là có một con voi đây rồi. Solo về ở đấy. Trận này tôi đang cảm giác là nó rất là ít. Và bây giờ thì con voi đầu tiên cũng là cái đồ về đầu tiên và dường như sẽ là duy nhất ở trong trận đấu này để ngày mai một tí. Bù lại đấy chúng ta đang có một thế nhà rất nhiều rừng. Và liệu rằng có khung được không? Thêm 7 hươu ở đây, như vậy là 2 hươu, 1 voi, 1 quả. Không lên đời sớm được, đánh 25 dân và hy vọng đang tìm thấy thêm một bãi quả nữa để một trận đấu đồ bền. Xem bài vở của Aegis xem như thế nào nào. Đây là màn hình máy của game thủ Tuti Hitty. Vâng, Hitty cũng không phải là bài quá đẹp dành cho game thủ Tuti. Bài bình thường thôi. Vâng, một voi một hươu về nhà chính. Và bầy hươu này thì đang thiết kế một chiếc bet nhân đôi. Vâng, 808 dành cho Tuti. Khả năng BB chốt đây, vâng đúng rồi, BB chốt luôn. Zoukanta,
Oklahoma. Donna E. Rogan. Hilary. Rogan. Rogan. Alamaz. Alamomas. Homus. Alamaz. Homus. Oklahoma. I saw Alamomas. Isa, Hilary. Donna Isa, Ebertonic. Alamaz. Vâng, như vậy là tí bên này cũng đã bắt đầu đẩy giò đi và chưa biết ai là người cùng cánh với mình. Anh em ta cũng chờ đợi thêm một chút nữa để xem con giò game thử mai của tí là sẽ tìm thấy ai. Màu mấy? Màu 3 đúng không? Vâng, màu 3 như vậy là Hitty của U98 cũng cùng cánh chém. Và đây là một bài mà Hitty của màu 3 dường như đồ là khá đẹp. Có vẻ như bãi bắt đầu là xấu, nhưng đồ lùa về ở những thời điểm tiếp theo là đẹp. Có cung tê đứng thủ nếu tôi nhìn không nhầm, và có ngựa giò của màu 6 chọc chéo. Cái E của màu 6, E của Bùi Phương Nam. Và bây giờ thì vụt. Vâng, bỏ qua nhà màu 3 và chọc thẳng cho nhà màu 6 Bùi Phương Nam luôn. Và con giò Bùi Phương Nam dường như cũng không phải là đầy đủ công nghệ. Và bây giờ chúng ta cũng đang cố gắng chọc dân của màu 6 Bùi Phương Nam. Papadakis. Omis. Omis. Donna E. Alamaz. Rutkin. Vâng, đây rồi, màu 3 đang cố bò bế vào cơ cấu. Bài này chúng ta cũng đánh được 1L thôi, không phải là khỏe. Tuti bên này cũng đang cố gắng sóc đều nhà VA của mình, cũng chỉ là 3 nhà VA. Vâng, đang ra ruộng đợt là được và khá nhiều ruộng. Vâng, bây giờ bị hai con chém vào trong. Kín chưa nhờ, kín chưa nhờ. Vâng, mặt kia đã kín rồi, ok. Cấu rỉa dần máu của nó rồi, không sợ gì cả. Vâng, tiếp tục tăng Nga và ra thêm ruộng. Cấu rỉa từng con một. Vâng, tí bên này tham lai vẫn đang 25. Vâng, vẫn đang chăn được dân màu 6 này. Màu 6 đang muốn ra ruộng ở nhà. Bãi vàng thì vẫn đang rất ấm. Vâng, tiếp tục ra ruộng. Đây rồi, bãi vàng màu 6 không bo bế, không bo vàng. Tí vẫn đang chém rất tốt và 6 đã có bánh xe. Vâng, tham lai vẫn khỏe thôi, tôi vẫn chưa thấy cung rầu. Hitty màu 3 đẩy ra. Vâng, màu 6 đang quá mải mê trên nhà game thủ Tuti. Và đấy lý do tại sao màu 6 mất nguyên một bãi vàng không biết. Và đây tiếp tục là mất thêm một dân ăn ruộng ở phía ngoài này. Vâng, đội bạn đang đánh một cái lối đánh không phải là quá tập trung, và cũng không phải là bản quản con không quá tốt. Màu 6 đã rất yếu ở đấy. Nhưng báo về là màu 6 tụ được rất nhiều chém của mình. Rất nhiều chém. Cung R màu 3 bắt đầu đẩy. Cung R màu 3 bắt đầu đẩy trên nhà của game thủ Mai của tí rồi nha anh Tuti nhá. Đây là màn hình máy game thủ Tuti. Tham lai 45 cũng đang tụ cung R. Ở nhà nó không còn nhiều dân đâu anh Tuti ạ. À, còn chém thôi, anh cẩn thận đấy. Cung R chưa ra được Tuti nhá. Tách cung R thành hai hướng để chạy nhanh hơn. Vâng, cung R là ngang theo nhau đều đến cung R Hitty. Bên nào giữ được nhiều cung R hơn thì bên đấy sẽ lợi thế hơn rất nhiều. Tí ơi, thằng màu 6 nó làm lại bãi vàng cũ nha tí nhá. Tí có quản thì quả lại bãi vàng của nó, siêu nhiều dân luôn đấy. Bây giờ thì màu 3 cũng đã bắt đầu di lên. Cái lượng cung R màu 3 đang cũng là khá lông. Đấy, bãi vàng nó đang nhiều dân lắm. Tuti tham lai 53.
Vâng, Tha Loài Nam 3 bây giờ đẩy về thế và Tuti solo cùng với màu 3 U98 người cầm Hitty. Hai Hitty solo nhau. Không, cùng giờ màu 3 đã có mặt ngay ở phía trên dốc rồi. Vâng, màu 6 chết rất nhiều dân rồi, chết siêu siêu nhiều dân rồi. Bây giờ thì game thủ tí một lờ đều. Còn màu 6 thì không thể là một lờ đều được. Ít nhất là những thời điểm sắp tới là không thể là một lờ đều được. Khi mà chết siêu nhiều dân. Màn hình máy game thủ tí chuyển sang Tuti. Bây giờ thì xin xin vàng lên đầu máu. Cũng như là xin vàng lên lên giáp 4. Có lẽ là giáp 4 tôi nghĩ là không cần. Khi đợi chém của bạn cũng không cần nhiều. Bắt nốt mấy chém này là màu 6 hết đồ chơi luôn. Những pha vé tốt đến từ game thủ Tuti. Bắt những con ngựa chém của game thủ màu 6 Bùi Phương Nam. Bây giờ thì tiếp tục tí sẽ tiếp tục ném một chút vàng nữa để cho Tuti lên đủ cái đầu máu của mình. Đã đủ vàng lên đầu máu rồi. Vâng, lên đầu máu. Tầm xa đã là mắc binh. Giáp thì tôi nghĩ giáp 2 là ok. Tí vẫn đang cố gắng lọt vào trong màu 3 nhưng bị màu 3 phải hết bên này. Và phải hết rất hay. Vâng, bị lộ luôn quanh ruộng mà chạy siêu nhanh. Vâng, bắt lẻ những con bung rờ đi lẻ của màu 3. Màu 3 sổ lên luôn kìa. Vâng, đối phương để Natural luôn với mình. Có cả chém một 6 ở game thủ của Bùi Phương Nam ở trên này nữa. Vâng, như vậy là đội bạn vẫn đang có sự kết hợp quân ở đây. Nhưng chúng ta lượng chém cũng không, lượng cung rờ không phải là ít. Tuti cần phải sóc mạnh quân hơn. Cánh rừng bắt đầu xấu dần rồi. Vâng, đối phương đang liên tiếp áp lực lên trên nhà Tuti. Và liệu rằng đội bạn có ốp được tên này hay không. Cái lượng cung rờ là ngang phèo nhau. Bây giờ những con cung rờ mới nở ra tại nhà VA của Tuti sẽ giúp cho anh có thể cân bằng được với lợi thế. Vâng, bây giờ thì vẩy bắt cung rờ của U98. Không có bóng rồi vẩy. Tí về lại tham 7. Tham bây giờ chúng ta đang bất lợi hơn một chút. Tuti đang bị mid e và turn này sẽ đẩy lên. Turn này sẽ đẩy lên. Màu 6 có lẽ cũng không còn nhiều dân, cũng không có chém nữa đâu. À, 6 sao anh kìa, màu 6 sao kìa, bắt luôn kìa. Cái tội đi lang thang. Ừ thì đi lang thang. Đi đâu cho đời mỏi mệt, đứng lại đây mà đánh nhau đi anh ơi. Gặp luôn này, chúng ta đang có lợi thế, có dốc kìa. Tuti kìa, vẽ trận đấu. Không được. Để cho U98 chạy luôn một turn cung ra và tầm khoảng mười mấy 20 con. Tận đấy mà chúng ta có bóng, chúng ta sẽ có những máu nhà e được giải ra và khiến cho game thủ U98 mình không thể leo lên trên dốc và không chạy thoát được. Ăn được cả dân cả quân này. Đơn này ốp nhà PA và thế đứng cung của chúng ta đang có phần nhỉnh hơn khi những mặt đứng cung đẹp thì đang là lợi thế của chúng ta. Vâng, để Natural luôn để đề phòng những con cung R bị hút tam bởi những con nông dân. Nhưng lượng cung R là cực kỳ đông từ U98, một pha đứng cung sẵn của U98 rồi thì phải. Đồng cùng rồi.